Chương trình Việt Face Tonight được bảo trợ bởi Lotus by Johnny Dũng với danh hiệu vua collagen và fucoidan, chăm sóc cho sức khỏe toàn diện và làn da hoàn mỹ, the best of life. Trung tâm BST dầu Khuynh Diệp, sản phẩm được hoàn thành từ năm 1976, dầu bạc hà và dầu ultra heat với hình thức mới, hoàn toàn thiên nhiên, rất tốt cho sức khỏe. Công ty thẻ xanh, chuyên bảo lãnh, đổi thẻ xanh, thi quốc tịch Mỹ, 714-766-3345. City Home giúp mua bán và tài trợ địa ốc, với nhiều chương trình mượn tiền đặc biệt, điều kiện dễ dàng, thủ tục nhanh chóng. Đây là chương trình Việt Face Tonight với Anh Dũng và Thanh Thảo. Kính chào toàn thể quý khán thính giả. Mời quý vị đến với chương trình Việt Face Tonight với anh Dũng và Thanh Thảo. Kính mời quý vị trở lại với bản tin buổi tối ngày hôm nay thứ hai, ngày 5 tháng 12 năm 2022. Và bây giờ sẽ là các bản tin chính. Tối cao Pháp Viện thiên về quan điểm chống hôn nhân đồng tính của nhà thiết kế mạng. Cơ quan FBI điều tra biến cố nổ súng làm mất điện tại North Carolina. Các thành phố Trung Quốc nới lỏng xét nghiệm khi chính sách không Covid giảm nhẹ. Dự luật mới có thể chấm dứt nhiệm vụ chích ngừa Covid cho quân nhân. Luật sư Avenatti bị tuyên án 14 năm tù giam và bồi thường 7 triệu Mỹ Kim. Bộ Nội an Hoa Kỳ DHS gia hạn lệnh thực thi thẻ Real ID thêm 2 năm. Công ty Nike chấm dứt hợp đồng với Kyrie Irving. Và công ty Hertz phải trả 168 triệu Mỹ Kim vì các vụ bắt giữ người thuê xe sai trái. Và đó là các bản tin chúng tôi sẽ lần lượt gửi đến quý vị. Bản tin đầu tiên do anh Dũng trình bày. Vâng, thưa quý vị, thì trong ngày hôm nay, Tòa án tối cao Hoa Kỳ có vẻ đã nghiêng về phía nhà thiết kế trang mạng với một quan điểm chống hôn nhân đồng tính. Đa số các thẩm phán bảo thủ của tối cao Pháp viện Hoa Kỳ trong ngày hôm nay thứ hai dường như đã sẵn sàng để đưa ra một phán quyết rằng một nhà thiết kế trang mạng cơ đốc giáo có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho các cuộc hôn nhân đồng giới trong trường hợp các thẩm phán tự do cho biết có thể trao quyền cho một số doanh nghiệp phân biệt đối xử dựa trên các biện pháp bảo vệ quyền tự do ngôn luận theo hiến pháp. Các thẩm phán đã lắng nghe những lập luận gay gắt trong đơn kháng cáo của Lori Smith, một chủ doanh nghiệp ở khu vực Denver, xin được miễn trừ khỏi ra bộ luật của Colorado cấm phân biệt đối xử dựa trên khuynh hướng tình dục và các yếu tố khác mà các tòa án cấp dưới đã ra phán quyết có lợi cho Colorado. Các thẩm phán bảo thủ đã bày tỏ sự ủng hộ đối với quan điểm của bà Smith rằng các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sáng tạo như là thiết kế các trang mạng được bảo vệ bởi tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ, bảo đảm chống lại việc chính phủ cắt giảm quyền tự do ngôn luận khỏi bị buộc phải thể hiện thông điệp thông qua công việc của họ mà họ phản đối. Tòa án có đa số bảo thủ 6/3. Bà Smith là một cơ đốc nhân theo đạo Tin lành có công ty thiết kế trang mạng mang tên là 303 Creative, cho biết là bà tin rằng hôn nhân nên được giới hạn cho các cặp khác giới và bà đã kiện trước Ủy ban Dân quyền của Colorado và các quan chức tiểu bang khác từ năm 2016 vì sợ rằng mình sẽ bị trừng phạt đã từ chối phục vụ các đám cưới đồng tính theo luật về các chỗ ở công cộng của Colorado. Đạo luật chống phân biệt đối xử của Colorado đã cấm các doanh nghiệp mở cửa cho công chúng từ chối cung cấp hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ cho mọi người vì các lý do như chủng tộc, giới tính, khuynh hướng tình dục, tôn giáo và một số các đặc điểm khác. Các thẩm phán theo tiểu nghĩa tự do đã đưa ra nhiều kịch bản khác nhau nhằm chỉ ra cách thức một phán quyết áp dụng vào các lập luận dựa trên các xác lý của bà Smith có thể cho phép các doanh nghiệp đòi quyền tự do phân biệt đối xử, không chỉ chống lại những người trong nhóm LGBT mà còn dựa trên các cơ sở chủng tộc, giới tính, khuyết tật và các yếu tố khác. Và ngày hôm nay thì các thẩm phán bảo thủ sẽ bỏ phiếu để có thể thông qua những luật này. Bản tin kế tiếp là việc cơ quan điều tra liên bang FBI tham gia vào cuộc điều tra về biến cố nổ súng làm mất điện tại tiểu bang North Carolina. Một số cư dân ở tiểu bang North Carolina đang phải chịu lệnh giới nghiêm bắt buộc vào sáng sớm thứ hai sau khi hai trạm biến áp điện bị hư hại. Lệnh này đã kết thúc vào lúc 5 giờ sáng giờ Đông Bộ Hoa Kỳ. Cho đến nay thì vẫn chưa có thông tin gì về động cơ dẫn đến vụ nổ súng hoặc là ai chịu trách nhiệm. Và cơ quan điều tra liên bang FBI đang tham gia vào cuộc điều tra, trong khi nhiều nhóm chuyên viên đang làm việc liên tục để khôi phục điện cho gần 40.000 gia đình ở khu vực quận Moore, nơi đã chìm trong bóng tối kể từ đêm thứ Bảy cuối tuần qua. Giới hữu trách nghi ngờ một hoặc là nhiều kẻ phá hoại đã cố tình làm hỏng hai trạm biến áp tại Duke Power.
cảnh sát trưởng của quận Moore, North Carolina là ông Ronnie Fields đã xác định. Tôi có thể nói điều này. Kẻ phá hoại đã nhắm mục tiêu vào hai trạm biến áp và đây không phải là tình trạng ngẫu nhiên. Không có nhóm nào đứng ra thừa nhận họ là những người đã làm điều đó. Vì vậy, tôi gọi họ là những kẻ hèn nhát. Công ty Duke Power cho biết họ đang làm việc suốt ngày đêm, nhưng có thể phải mất vài ngày trước khi tất cả các công việc cần thiết hoàn tất. Phát ngôn viên của Duke Power Energy là Jeff Brooks đã phân trần. Không giống như tình trạng một cơn bão mà bạn có thể định tuyến lại nguồn điện ở một nơi khác. Đây không phải là một lựa chọn trong trường hợp này. Vì vậy, việc sửa chữa phải được hoàn thành. Trong nhiều trường hợp, một số dụng cụ thiết bị sẽ phải được thay thế. Cơ quan FBI đã tham gia văn phòng điều tra tiểu bang North Carolina và nhà phân tích an ninh quốc gia của CNN là bà Juliette Kayyem đã giải thích. Điều đó không được thực hiện nếu như không có một số tổ chức và cũng không được xem nhẹ. Vì vậy, những thủ phạm sẽ phải đối mặt với bản án nghiêm trọng nếu họ bị kết án. Các quan chức của quận Moore không xác nhận liệu rằng hành động này có phải là khủng bố trong nước Mỹ hay không. Nhưng họ cam kết rằng vấn đề sẽ được giải quyết. Còn cảnh sát trưởng Ronnie Fields thì sẽ khẳng định, tôi có thể hứa với những kẻ thủ phạm còn tại đào rằng chúng tôi sẽ tìm ra bạn. Các quan chức của quận Mua và Hội Hồng Thập Tự đã mở một nơi trú ẩn với máy phát điện, phòng tắm và vòi nước hoa sen cho tất cả những người dân có nhu cầu. Trải qua tình hình tại Trung Quốc, thưa quý vị, một số các thành phố lớn của Trung Quốc đang nới lỏng dần dần các quy tắc thử nghiệm COVID khi chính sách không COVID đang giảm bớt. Các doanh nghiệp đã mở cửa trở lại và các yêu cầu để kiểm tra đã được nới lỏng tại thành phố Bắc Kinh và các thành phố khác tại Trung Quốc vào ngày hôm nay thứ hai, khi nước này tạm thời nới lỏng chính sách nghiêm ngặt không có COVID đã gây ra các cuộc biểu tình trên toàn quốc trong vài tuần qua. Chính quyền địa phương trên khắp Trung Quốc đã bắt đầu từ từ dỡ bỏ các hạn chế đã chi phối cuộc sống hàng ngày của người dân, được khuyến khích bởi các mệnh lệnh của chính quyền trung ương về một cách tiếp cận mới để có thể chống lại coronavirus. Tại thủ đô Bắc Kinh, nơi mà nhiều doanh nghiệp đã mở cửa trở lại hoàn toàn, những người đi làm từ thứ hai không còn cần thiết phải xuất trình kết quả xét nghiệm virus âm tính, cần phải được thực hiện trước đó 48 giờ đồng hồ để sử dụng các phương tiện giao thông công cộng. Tại trung tâm tài chính Thượng Hải, nơi đã trải qua được phong tỏa kéo dài 2 tháng trong năm nay, cũng tuân theo các quy tắc tương tự, với việc là các cư dân có thể vào các địa điểm ngoài trời như công viên và các điểm du lịch mà không cần xét nghiệm gần đây. Thành phố Hàng Châu lân cận đã đi một bước xa hơn là chấm dứt việc xét nghiệm hàng loạt thường xuyên cho 10 triệu người, ngoại trừ những người sống hoặc đến thăm các viện dưỡng lão, trường học và nhà trẻ. Thành phố phía Tây Bắc Urumqi, nơi mà vụ hỏa hoạn làm cho 10 người thiệt mạng, đã trở thành chất xúc tác cho các cuộc biểu tình chống phong tỏa gần đây. Các siêu thị, khách sạn, nhà hàng và các khu nghỉ dưỡng trực tuyến đã được mở cửa trở lại vào ngày hôm nay thứ hai. Thành phố hơn 4 triệu dân ở khu vực Tân Cương xa xôi phía Tây đã trải qua một trong những đợt phong tỏa lâu dài nhất của Trung Quốc, với một số các khu vực bị đóng cửa kể từ tháng 8 kéo dài cho đến tháng 11. Trong khi đó, thì các nhà chức trách tại Vũ Hán, nơi mà coronavirus được phát hiện lần đầu tiên vào cuối năm 2019, và thành phố Sơn Đông đã loại bỏ các việc yêu cầu xét nghiệm đối với các phương tiện giao thông công cộng vào ngày hôm qua, Chủ nhật. Thành phố Trịnh Châu, nơi có nhà máy sản xuất iPhone lớn nhất thế giới, vào ngày hôm qua Chủ nhật cũng cho biết mọi người sẽ được phép đi vào những nơi công cộng và cùng tham gia vào các phương tiện công cộng và các khu cư dân của họ mà không cần kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Tổ chức Y tế Thế giới đã cổ vũ việc Trung Quốc nới lỏng chính sách không COVID được đưa ra sau khi hàng trăm người liên tiếp xuống đường trên khắp đất nước trong thời gian qua, kêu gọi các quyền tự do chính trị lớn hơn và chấm dứt phong tỏa. Kế đến là bản tin về dự luật mới có thể sẽ chấm dứt nhiệm vụ phải chích ngừa cho tất cả các quân nhân Hoa Kỳ. Dự luật ủy quyền quốc phòng sắp tới có khả năng sẽ chấm dứt nhiệm vụ bắt buộc phải chích ngừa COVID-19 cho các quân nhân. Và đó là theo một nguồn tin quen thuộc với các cuộc thảo luận đang diễn ra. Các chính khách của đảng Cộng Hòa đã vận động hành lang để hủy bỏ nhiệm vụ này và nói rằng lệnh buộc chích ngừa đã ngăn cản nhiều người gia nhập vào các học viện quân sự và cũng loại bỏ những quân nhân không tuân theo lệnh phải rời khỏi quân đội. Tòa Bạch Ốc cho biết rằng họ vẫn ủng hộ nhiệm vụ chích ngừa bắt buộc nhưng nhận thức được sự cần thiết của sự ủng hộ của lưỡng đảng đối với dự luật chi tiêu hàng năm tại Quốc hội và có thể họ sẽ cần phải nhân nhượng.
Dự luật này dự trù sẽ được công bố ngày sau thứ Hai và có thể sẽ được Quốc hội thông qua trong vòng 2 tuần tới. Tuy nhiên, vẫn còn phải xem Quốc hội có quyết định ra sao đối với các thành viên quân đội đã bị phạt kỷ luật hoặc là không được phục vụ trong quân ngũ chỉ vì không tuân theo lệnh chích ngừa COVID bắt buộc. Các nhà lãnh đạo Đảng Dân Chủ ở cả Hạ viện lẫn Thượng viện đang xem xét cho phép một dự luật của Đảng Cộng Hòa đình chỉ nhiệm vụ chích ngừa này. Hai trong số các phụ tá cho biết dự luật hiện nay đang được soạn thảo sẽ chỉ đạo Bộ trưởng Quốc phòng chấm dứt chỉ thị của chính quyền Tổng thống Biden đối với các quân nhân đang tại ngũ và thành phần dự bị. Đảng Cộng Hòa dự trù sẽ đệ trình dự luật trong tuần này và nó có thể được đưa vào như là một phần của đạo luật ủy quyền quốc phòng và được thông qua vào cuối năm nay. Các nguồn tin cho biết ngôn ngữ chính xác của dự luật đang thay đổi và vẫn còn đang được thảo luận để sửa đổi. Phát ngôn viên an ninh của quốc gia tại Tòa Bạch Ốc là John Kirby hôm thứ Hai cho biết rằng chính quyền biết rõ Quốc hội đang xem xét bãi bỏ luật buộc chích ngừa và đồng thời lưu ý Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin phản đối hành động như vậy. Tổng thống Joe Biden đồng tình với Bộ trưởng Austin và tiếp tục tin rằng tất cả người Mỹ, kể cả những người trong lực lượng vũ trang, nên được chích ngừa các mũi tiêm chính và các mũi bổ sung ngừa COVID-19. Và ông John Kirby nói thêm, đây vẫn là một vấn đề rất nghiêm trọng về sức khỏe và sự sẵn sàng chiến đấu của lực lượng quân đội Hoa Kỳ. Cựu luật sư thất sủng Michael Avenatti đã bị kết án 14 năm tù giam vào ngày hôm nay thứ Hai, đồng thời bị buộc phải trả từ 7 cho đến 11 triệu Mỹ Kim cho các khoản tiền bồi thường và tiền biển thủ hàng triệu Mỹ Kim từ 4 khách hàng của mình và cản trở công lý. Luật sư Avenatti đã nhận tội vào hồi đầu năm nay với 4 tội danh lừa đảo chuyển khoản cho mỗi khách hàng mà anh ta đã đánh cắp và một tội danh cố gắng cản trở việc quản lý bộ luật doanh thu nội bộ. Các công tố viên cho biết là ông ấy đã cản trở nỗ lực của cơ quan thuế IRS để thu 5 triệu Mỹ Kim tiền thuế lương chưa thanh toán cho công ty Tully's Coffee. Bản án cho thẩm phán quận liên bang James Selna đã đưa ra sẽ bắt đầu sau khi cựu luật sư Avenatti hoàn thành bản án 5 năm tù mà hiện ông ấy đang phải thụ án sau khi đã bị kết án trong 2 phiên tòa riêng biệt tại New York trước đây. Thẩm phán Selna cũng yêu cầu Avenatti trả hơn 10 triệu Mỹ Kim tiền bồi thường cho 4 khách hàng và cơ quan IRS. Michael Avenatti là một luật sư tham nhũng, người đã tuyên bố là anh ta tranh đấu cho khách hàng của mình. Thực tế thì anh ta chỉ quan tâm đến quyền lợi ích kỷ cá nhân của bản thân mình. Luật sư thẩm phán Martin Estrada đã cho biết trong một tuyên bố sau khi tuyên án, anh ta đã đánh cắp hàng triệu Mỹ Kim từ các khách hàng của mình, tất cả để tài trợ cho lối sống xa hoa của ông ta, bao gồm máy bay riêng, xe đua. Do hành vi phạm pháp của mình thì ông ấy đã mất quyền hành nghề luật sư tại California, và giờ đây thì ông ta sẽ phải chịu một bản án tù vô cùng xứng đáng với các tội danh của ông ấy. Dean Stewart là luật sư của cựu luật sư Avenatti cho biết trong một tuyên bố với đài CNN rằng bản án này là một bản án quá khắc nghiệt và chưa được chấp nhận, đồng thời nói thêm rằng thân chủ của ông cũng đã mô tả trước tòa là nó không phù hợp. Bộ Nội an Hoa Kỳ đã cho phép gia hạn lệnh thực thi thẻ Real ID thêm 2 năm nữa. Bộ Nội an Hoa Kỳ, tức là DHS, sẽ cho phép các tiểu bang trên toàn quốc Hoa Kỳ thêm 2 năm nữa trước khi bắt đầu thực thi cái gọi là yêu cầu mọi người du hành phải trình thẻ Real ID của mình. Hạn chót mới được gia hạn bây giờ là ngày 7 tháng 5 của năm 2025. Tại thời điểm đó thì tất cả các giấy phép lái xe của các tiểu bang phải đáp ứng những tiêu chuẩn bảo mật do đạo luật Real ID thiết lập. Sau thời hạn kể trên thì những cái thẻ xác nhận danh tính, chẳng hạn bằng lái xe, không đáp ứng được các tiêu chuẩn Real ID sẽ không được các cơ quan liên bang, bao gồm cả cơ quan quản lý an ninh giao thông, chấp nhận. Điều đó có nghĩa là người du hành sẽ không thể vượt qua trạm kiểm soát an ninh tại phi trường nếu tiểu bang không cập nhật giấy phép lái xe Real ID cho họ. Chính quyền tiểu bang Hoa Kỳ sẽ bắt đầu thực thi các tiêu chuẩn mới vào ngày 3 tháng 5 của năm tới 2023. Bộ trưởng An ninh nội địa là Alejandro Mayorkas cho biết việc gia hạn thêm 2 năm giúp cho các tiểu bang có thêm thời gian để bảo đảm rằng giấy phép lái xe của tiểu bang họ đáp ứng tất cả các yêu cầu của Bộ Nội an. Và Bộ Nội an cũng sẽ sử dụng thời gian này để thực hiện những mục đổi mới nhằm làm cho quy trình trở nên hiệu quả và dễ tiếp cận hơn, nhằm tiếp tục bảo đảm rằng công chúng Mỹ có thể đi lại an toàn.
Việc gia hạn một phần là cần thiết để giải quyết các tác động kéo dài của đại dịch COVID-19 đối với khả năng lấy bằng lái xe hoặc là thẻ căn cước Real ID. Tiến độ của Real ID trong 2 năm qua đã bị cản trở đáng kể do các cơ quan cấp bằng lái xe của tiểu bang phải giải quyết những công việc tồn đọng do đại dịch COVID gây ra. Nhiều cơ quan trong số này đã thực hiện nhiều cách khác nhau để đối phó với đại dịch, bao gồm tự động kéo dài ngày hết hạn của giấy phép lái xe và thẻ căn cước, hoặc là đồng thời chuyển hoạt động sang phương pháp làm việc theo lịch hẹn mà thôi. Được Quốc hội thông qua hồi năm 2005, theo đề nghị của Ủy ban 11 tháng 9, đạo luật Real ID thiết lập các tiêu chuẩn bảo mật tối thiểu cho giấy phép lái xe và thẻ căn cước do tiểu bang cung cấp. Các tiêu chuẩn bảo mật bao gồm kết hợp công nghệ chống làm giả, ngăn chặn gian lận nội bộ và sử dụng bằng chứng tài liệu, cũng như kiểm tra hồ sơ để bảo đảm cá nhân cầm thẻ chính là người mà họ tuyên bố. Theo các quy định mới thì bắt đầu từ ngày 7 tháng 5 năm 2025, mọi du khách từ 18 tuổi trở lên sẽ cần phải có giấy phép lái xe hoặc thẻ căn cước tuân thủ Real ID. Giấy phép lái xe do tiểu bang cấp hoặc một hình thức nhận dạng khác được TSA chấp nhận tại trạm kiểm soát an ninh phi trường cho dịch vụ du lịch hàng không trong nội địa Hoa Kỳ. Cầu thủ NBA không còn là vận động viên của công ty Nike. Vào hôm nay thứ Hai, thì tạp chí Athletic đã đưa tin rằng Nike đã chia tay với cầu thủ Irving sau khi đã đình chỉ anh ấy chính thức từ ngày 4 tháng 11. Khi cầu thủ này đã chia sẻ một đường dẫn, một liên kết dẫn đến một đoạn phim có quan điểm bài Do Thái và đã lên tiếng từ chối xin lỗi về hành động của chính mình. Nike cũng tạm ngưng phát hành giày thể thao Kyrie 8 của Irving. Theo xác nhận của công ty, thì cầu thủ Brooklyn Nets nhận được 11 triệu Mỹ Kim mỗi năm kể từ năm 2021. Chúng tôi xin lỗi, kể từ năm 2011. Theo ấn phẩm kinh doanh thể thao Sportico, vào mùa giải trước thì 50 cầu thủ của câu lạc bộ NBA đã mang giày thể thao đặc trưng có tên Kyrie được Nike ra mắt lần đầu tiên từ năm 2014 và nó chỉ đứng sau thương hiệu giày thể thao Nike của vận động viên quá cố Kobe Bryant. Việc chấm dứt hợp đồng vĩnh viễn đối với Irving diễn ra khi các thương hiệu quần áo thể thao đang bị công chúng giám sát ngày càng chặt chẽ về các hành động của các cộng tác viên nổi tiếng của họ. Chúng ta còn nhớ vào hồi tháng 10 thì công ty Adidas đã chấm dứt hợp tác với Ye, một nghệ sĩ và nhà thiết kế trước đây được biết đến với cái tên Kanye West, và sau một loạt các tranh cãi bao gồm một loạt các bình luận bài Do Thái của ông ấy. Đầu ngày hôm nay, Irving đã chia sẻ một cái tweet trên tài khoản của mình với nội dung: không có gì quý hơn là được thoát khỏi sự kèm tỏa của các công ty và được tự do. Thương hiệu giày nổi tiếng đã đình chỉ mối quan hệ với Irving sau khi anh ta đã nhất định không chịu xin lỗi một cách trực tiếp đối với các hành động của mình. Trên tweet của mình thì người ta cũng thấy anh ta đề thêm: hãy để cho bữa tiệc bắt đầu, và gợi ý là anh ấy sẽ tìm một con đường khác để có thể bán giày thể thao của mình một cách độc lập. Bất cứ ai thậm chí đã chi một số tiền khó kiếm được của mình vào bất cứ thứ gì mà tôi đừng từng phát hành thì tôi đều gọi quý vị là gia đình. Và bản tin sau cùng trong chương trình hôm nay liên quan đến việc là công ty Hertz chấp thuận trả 168 triệu Mỹ Kim vì các vụ bắt giữ người thuê xe trái phép. Công ty Hertz đã đồng ý trả 168 triệu Mỹ Kim cho một số khách hàng cũ, thỏa thuận giải quyết các khiếu nại liên quan đến việc công ty này đã báo cáo sai những chiếc xe được họ cho thuê là bị đánh cắp. Các vụ báo cáo sai kể trên đôi khi dẫn đến việc người thuê xe bị bắt, bị cảnh sát chĩa súng vào người và có người còn phải ngồi tù trước khi những tin báo sai sự thật được làm sáng tỏ. Trong một trường hợp thì một người tuyên bố rằng vụ kiện của công ty Hertz chống lại họ phải mất tới 2 năm mới được giải quyết. Các lỗi của hệ thống của công ty Hertz được cho là nguyên nhân dẫn đến những tình cảnh dở khóc dở cười và có khi nguy hiểm kể trên, bao gồm việc không ghi lại các khoản thanh toán hoặc là gia hạn cho thuê xe, không theo dõi kho xe của chính công ty mình và không sửa lại các báo cáo sai cho cảnh sát. Một phát ngôn viên của Hertz cho biết hôm thứ Hai rằng công ty hiện không nêu chi tiết bất cứ hành động cụ thể nào đang được thực hiện nhằm ngăn chặn những biến cố như vậy trong tương lai. Và CEO của Hertz là ông Stephen Scher đã xác định rằng mặc dù chúng tôi không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng các chuyên gia tại Hertz sẽ tiếp tục làm việc hàng ngày để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho hàng chục triệu người khách hàng mà chúng tôi phục vụ mỗi năm. Khoảng 320 người đã tố cáo công ty Hertz đã bắt giữ họ một cách sai trái, theo các luật sư dẫn đầu vụ kiện.
những người thuê xe đó cho rằng Hearst thường gọi cảnh sát đến gặp khách hàng, đôi khi vì tranh chấp thanh toán và trong một số trường hợp, sau khi công ty mất dấu xe mà họ cho thuê. Công ty đã thua trong một trận chiến quan trọng tại tòa án vào tháng 6, khi hơn 70 khách hàng thắng kiện vì bị bắt giữ sai. Cho đến tháng 6 thì Hearst đã thành công gần như trong tất cả các yêu cầu bắt giữ sai được khóa trong trường hợp khai phá sản chương 11 của công ty. Trong đó thì bồi thẩm đoàn không được phép và rất khó để giành được các thiệt hại trừng phạt đối với một công ty. Nhưng bây giờ thì điều này đã khác và Hearst đã phải chấp thuận giải quyết bằng ngoài tòa, đó là trả 168 triệu Mỹ Kim cho các khách hàng họ đã làm sai trái. Và thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Vietfest Tonight với phần trình bày của anh Dũng và Thanh Thảo. Xin cảm ơn quý vị đã chọn theo dõi chương trình này và kính chúc quý vị một buổi tối an lành bên người thân. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai và xin kính chào tạm biệt. Chương trình Vietfest Tonight được bảo trợ bởi Lotus by Johnny Dũng với danh hiệu vua collagen và fucoidan chăm sóc cho sức khỏe toàn diện và làn da hoàn mỹ The Best of Life. Trung tâm BST dầu Khuynh Diệp, sản phẩm được hoàn thành từ năm 1976, dầu bạc hà và dầu Ultra Heat với hình thức mới, hoàn toàn thiên nhiên, rất tốt cho sức khỏe. Công ty thẻ xanh, chuyên bảo lãnh, đổi thẻ xanh, thi quốc tịch Mỹ, 714-766-3345. City Home giúp mua bán và tài trợ địa ốc với nhiều chương trình mượn tiền đặc biệt, điều kiện dễ dàng, thủ tục nhanh chóng. Khi thời gian chồng chất, cơ thể của con người phải đối diện với già nua, bệnh tật thường xuyên, tăng song huyết áp chao đảo, biếu, ung thư có thể xảy ra cướp đi mạng sống. Thế kỷ hiện đại ngày nay được xem như thật may mắn vì dược thảo thần kỳ hỗ trợ tăng cường đề kháng, hầu đối phó, ngăn ngừa, bảo vệ sức khỏe duy nhất từ công ty Lotus by Johnny Dũng, Super Fucoidan 859 mg, 100% từ Okinawa, Nhật Bản, 180 viên, thẩm thấu nano trọn vẹn, hàm lượng rong biển Fucoidan nhiều nhất, mang hữu hiệu tuyệt đỉnh. Với công thức hiện đại qua sự kết hợp của Artemisinin, Olivera, nấm Agaricus, nấm Shiitake, Super Fucoidan 859 mg, không đâu có thể sánh bằng. Với chương trình bulk giá sỉ wholesale 30% off được giảm và chúng ta chỉ còn lại 1.225 đồng cho năm hữu dành riêng cho Super Fucoidan 859 mg, 180 viên thần dược sẽ mang lại một món quà cho quý vị thật nhiều ý nghĩa. Với số điện thoại 855-955-6887, website johnnydung.com, Lotus xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị. Trung tâm S&P xin kính chào quý vị. Là một người làm trong ngành y chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, tôi muốn chia sẻ với quý vị về lợi ích của dầu Khuynh Diệp, dầu bạc hà, dầu Ultra Heat và dầu Paradise. Sản phẩm được làm bằng các thành phần từ thiên nhiên và đóng gói tại Hoa Kỳ. Dầu của trung tâm S&P giúp giảm đau cơ, nhức đầu, đau dạ dày, ho và nghẹt mũi. Nếu quý vị muốn mua với số lượng nhiều hoặc mua trực tuyến, xin liên lạc với văn phòng tại số điện thoại hoặc tại website. Mẹ ơi, con muốn báo cho mẹ một tin là con vừa có quốc tịch Mỹ. Con sẽ đến văn phòng thẻ xanh để bảo lãnh cho mẹ và hai em. Chồng con cũng từng sử dụng văn phòng này để bảo lãnh con qua Mỹ đó mẹ. Đến văn phòng thẻ xanh, con cảm thấy rất an tâm mẹ à, vì họ rất tốt và có lương tâm. Mỗi hồ sơ bảo lãnh là một món quà ý nghĩa, chứ đừng báo ân tình hiếu đạo mà người phương xa trân quý dành tặng cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em của mình như một lời tri ân sâu sắc. Đối với quý vị ở xa, văn phòng thẻ xanh có hệ thống và công thức mở hồ sơ dễ dàng, nhanh chóng, thuận tiện và lệ phí rẻ. Chúng tôi sẽ gửi hồ sơ đến cho quý vị ký và quý vị gửi lại. Sau đó chúng tôi sẽ theo dõi và lo hồ sơ cho đến khi đậu, đặc biệt cho trả góp hoặc thiếu. Nếu muốn bảo lãnh thân nhân, hãy gọi 714-766-3345 hoặc tại Việt Nam 08-3810-5466. City Home giúp mua bán và tài trợ địa ốc với nhiều chương trình mượn tiền đặc biệt, điều kiện dễ dàng, thủ tục nhanh chóng. Gọi cho City Home để mua nhà suôn sẻ, nhanh chóng. Gọi cho City Home để bán nhà bảo đảm, hữu hiệu. 10 điều quan trọng phải làm khi mua hay bán nhà. Điều thứ nhất, gọi cho City Home. City Home sẽ làm 9 điều còn lại. Gọi cho City Home ở số 818-383-8569 hoặc 714-383-3217. Quý vị sẽ được hướng dẫn trực tiếp với broker Đồng Nguyễn để có chương trình mượn tiền thích hợp nhất với tiền lợi thấp nhất và lệ phí.
Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Việt Face TV.